Thân chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vừa rồi chúng ta đã trao đổi với nhau cái gì, các em nhớ không nào? Vừa rồi chúng ta đã trao đổi với nhau về phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 và phương trình Bernoulli. Lần này chúng ta sẽ trao đổi về phương trình vi phân toàn phần. Nhưng trước khi nói về nội dung của phương trình vi phân toàn phần, chúng ta làm thêm hai ví dụ về phương trình Bernoulli với dạng đặc biệt là coi x là một hàm theo y thay vì y là một hàm theo x. Và các em nhớ cho rằng nếu f là một song ánh biến x thành y thì chúng ta có một ánh sạng ngược f trừ 1 biến y thành x. Cũng giống như là nếu f là phép biến đổi biến thịt heo thành xúc xích thì f trừ 1 sẽ biến xúc xích thành thịt heo. Ví dụ như R là một song ánh và là phép biến đổi biến trời thiên thành con ruồi thì R trừ 1 sẽ biến con ruồi thành trời thiên trở lại. Và đặc biệt là nếu như y phẩy khác không thì chúng ta có hàm ngược của nó là x phẩy bằng 1 trên y phẩy hoặc ngược lại là y phẩy bằng 1 trên x phẩy. Và chúng ta sẽ sử dụng điều đó trong cái ví dụ sau đây. Mời các em theo dõi tiếp về cái ví dụ của phương trình vi phân Bernoulli. Ví dụ như là chúng ta giải phương trình vi phân sau với giả thiết x là hàm theo y và ở đây chúng ta giả sử thêm là x khác không. Phương trình chúng ta là y cộng với x cộng x bình phương nhân y bình phương tất cả nhân với y phải bằng 0. Phương trình này chúng ta đặt là phương trình 14. Bây giờ ở đây chúng ta để ý coi rằng y bằng 0 có là nghiệm không nào. Y bằng 0 thì y là một hằng số thì cái này bằng 0. Thì đạo hàm của hằng số là bằng 0, vậy y bằng 0 là nghiệm của phương trình 14. Vậy thì khi y khác 0 chúng ta thấy rằng y phải có khác 0 không nào. Y khác 0 nếu y phải khác 0 thì dẫn đến y bằng 0. Do đó với giả thiết y khác 0 thì y phải cũng khác 0. Y phải khác 0 thì chúng ta thay y phải bằng 1 trên x phải. Bây giờ chúng ta khoan chia cho y nhân x bình phương đã. Chúng ta biến đổi một chút trước khi chia. Thì bây giờ chúng ta thay y phải bằng 1 trên x phải. Thì chúng ta nhân 2 vế cho x phải nè. Nhân 2 vế cho x phải. Rồi sau nữa. Thì chúng ta có là x phải nhân với gì? Nhân với y nè. Giữ nguyên đây và 1 trên x phải nhân x phải qua đây thì còn lại x đây rồi còn lại là x bình phương y bình phương chúng ta chuyển qua vế phải là thành trừ x bình phương nhân y bình phương. Rồi với phương trình này chúng ta sẽ chia hai vế cho y nhân x bình phương tức là chia cho y nhân x bình phương thì chúng ta sẽ có một dạng phương trình Bernoulli theo x. Bây giờ chúng ta bắt đầu chia. Chúng ta chia hai vế của phương trình này cho y nhân x bình phương. Thì ở đây chúng ta mất x bình, mất y còn là trừ y. Ở đây mất y còn là x mũ trừ 2. 1 trên x bình phương là x mũ trừ 2. Ở đây là x chỉ x bình phương là còn mũ x trừ 1. Chia cho y là nhân cho 1 trên y. Bây giờ chúng ta có phương trình 14 thành phương trình 15. Với phương trình này chúng ta nhận thấy rằng đó là một phương trình quen thuộc, tức là phương trình Bernoulli theo x. Bây giờ chúng ta viết lại phương trình 15 trước khi đặt ẩn phụ là z bằng x trừ 1. Chúng ta viết lại phương trình 15. Chúng ta viết lại phương trình 15 như dòng ở trên thôi. Bây giờ chúng ta thấy rằng đây là phương trình Bernoulli theo x, một phương trình rất quen thuộc và chúng ta sẽ đặt z bằng x mũ trừ 1. Chúng ta đặt z bằng x mũ trừ 1. Chúng ta áp dụng công thức tính đạo hàm u mũ m đạo hàm sẽ bằng m nhân u phẩy nhân u mũ m trừ 1. Thì chúng ta có z phẩy bằng m ở đây là trừ 1 nè. U mũ m trừ 1 tức là x mũ trừ 2 nhân u phẩy tức là x phẩy. Đó. Thì nhìn vô đây chúng ta thấy đây chính là trừ z phẩy. Còn cái này là gì? Cái này là z. Chúng ta sẽ có là trừ z phải cộng 1 trên y nhân z bằng trừ y. Nhân hai vế cho trừ 1. Chúng ta sẽ có phương trình sau đây.
Đó, nhân hai vế cho trừ 1 là chúng ta được là z phẩy trừ 1 trên y nhân z bằng y. Đây là phương trình vi phân tuyến tính theo z và y, và phương trình này chúng ta có nghiệm là nghiệm của phương trình 16 sẽ có dạng là z sẽ bằng gì? Z bằng ơ mũ trừ tích phân của bi di. Bi ở đây là bằng trừ 1 trên y, trừ bi là 1 trên y. Nhân cho tích phân của quy y ở đây là bằng y. Nhân cho ơ mũ tích phân của bi di, bi là trừ 1 trên y, bi di là trừ 1 trên y di. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái tích phân của cái vế phải này. Tích phân của vế phải thì rất là đơn giản. Chúng ta viết lại dòng này trước khi lấy tích phân của nó. Đó, chúng ta viết lại cái dòng vừa rồi. Bây giờ tích phân của 1 trên y, dy là gì? Log trừ đối của y cộng với c1. Cái này là a thì cái này là trừ a, thì cái này sẽ là trừ log trừ đối của y trừ c1. Ở ngoài có ơ mũ c1, ở trong có ơ mũ trừ c1. Ơ mũ trừ c1 là một hằng số. Chúng ta có thể đưa hằng số ra ngoài dấu tích phân. Và chúng ta có ơ mũ c1 nhân ơ mũ trừ c1 là bằng ơ mũ 0 là bằng 1, chúng ta bỏ đi. Rồi chúng ta viết lại là ơ mũ log trừ đối của y nhân cho y giữ nguyên và ơ mũ trừ log trừ đối của y. Chúng ta có ơ mũ log em mà là bằng em, do đó cái này bằng trừ tuyệt đối của y. Cái này là ơ mũ trừ anh thì bằng 1 trên ơ mũ anh, tức là bằng 1 trên trừ đối của y. Mà chúng ta thấy rằng khi y dương bỏ trừ đối ra, ở ngoài dấu cộng, ở trong dấu cộng là huề. Khi y âm bỏ trừ đối ra, chúng ta có ở ngoài dấu trừ, ở trong dấu trừ là huề. Vậy thì chúng ta bỏ dấu trừ đối ở đây và ở trong cũng bỏ dấu trừ đối đi. Chúng ta có y chia y là 1. Tích phân của 1 nhân dy là y cộng c. Và chúng ta có z là bằng y nhân y cộng c với c thuộc về r. Chúng ta sẽ thay z bằng gì? Z bằng 1 trên x. Từ đó chúng ta sẽ có nghiệm theo x. Chúng ta có z bằng 1 trên x. Vậy thì chúng ta có cái nghiệm đã có là y bằng 0, chúng ta viết lại. Và chúng ta có 1 trên x là bằng y nhân y cộng c, do đó đảo nghịch đảo lại chúng ta có x bằng 1 trên y nhân y cộng c với tất cả các c thuộc r. Thì đây là nghiệm của phương trình 14. Đây là nghiệm của phương trình 14. Đây là một phương trình Bernoulli, và chúng ta có đặc biệt hơn là thay vì y là hàm theo x, vì ở đây chúng ta coi x là hàm theo y vậy thôi. Và để hiểu hơn về phương trình Bernoulli với x là hàm theo y, chúng ta sẽ xét thêm một ví dụ nữa. Ví dụ chúng ta giải phương trình vi phân sau bằng cách xem x là một hàm theo y, và ở đây chúng ta cho y dương. Ở đây chúng ta cho y dương. Chúng ta giải phương trình 17 này. X nhân y phẩy cộng với y bằng 2x bình phương nhân y nhân log y nhân với y phẩy. Ở đây chúng ta giả sử thêm là y dương. Y dương, giả sử thêm là y dương. Vậy thì chúng ta để ý rằng nếu như y phải bằng 0 thì sao nào? Y phải bằng 0 thì cái này 0, cái này 0, dẫn đến y bằng 0 là không được. Vậy thì y phải của chúng ta khác 0. Y phải khác 0 thì chúng ta có thể thay y phải bằng 1 trên x phải. 1 trên x phải. Bây giờ chúng ta thay y phải bằng 1 trên x phải. Và chúng ta chuyển cái này qua đây nè. Chuyển qua x y phải qua bên vế phải, nhưng mà chúng ta lại viết bên vế trái, viết trước bên vế trái. Chúng ta đặt 1 trên x phải làm thừa số chung. Chúng ta còn lại là 2x bình phương y log y trừ x nhân cho 1 trên x phải. Còn y này giữ nguyên bên vế trái nhưng chúng ta lại viết bên vế phải bằng y. Bây giờ chúng ta nhân 2 vế với x phải, nhân 2 vế với x phải. Thì chúng ta có là x phải nhân y đem qua đây nè. Rồi trừ x ở đây chúng ta đem qua vế vế phải luôn. Thì chúng ta viết lại ở vế trái đây. Còn cái này là gì? 2x bình phương y log y là ở đây chúng ta, nó ở vế trái nhưng cho viết vào bên vế phải là 2x bình phương y log y. Với phương trình này là một phương trình Bernoulli theo x.
Và với cách giải quen thuộc thì chúng ta sẽ chia hai vé cho x bình phương nhân với y hay nào. X bình phương nhân y. Ở đây chúng ta thấy x bằng 0 cũng không là nghiệm nè. X bằng 0 thì cái này là 0, cái này là 0 thì dẫn đến y bằng 0 là vô lý bởi vì chúng ta đã cho y dương rồi. Vậy thì ở đây x bằng 0 cũng là không là nghiệm và y thì dương người ta cho trước rồi. Vậy thì chúng ta chia hai vế của phương trình 18 này cho x bình phương nhân y. X bằng 0 không là nghiệm của phương trình 17 chúng ta vừa nói xong đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chia hai vế của phương trình 18 cho y nhân x bình phương. Y nhân x bình phương thì chúng ta sẽ có gì nào? Phương trình 18 sẽ thành là x phẩy nhân x mũ trừ 2 cộng với x mũ trừ 1 nhân cho 1 trên y bằng 2 lần log y phải không nào? Đó. Phương trình 18 chúng ta sẽ thành như sau. Đó, phương trình 18 chúng ta sẽ thành x phẩy nhân x mũ trừ 2 cộng 1 trên y nhân x mũ trừ 1 bằng 2 lần log y. Và phương trình này là một phương trình Bernoulli rất là đơn giản và quen thuộc. Chúng ta sẽ đặt z bằng x mũ trừ 1. Chúng ta sẽ đặt vào z bằng x mũ trừ 1. Áp dụng công thức u mũ m đạo hàm bằng m nhân u phẩy nhân u mũ m trừ 1. Chúng ta lại có z phẩy bằng trừ x mũ trừ 2 nhân cho x phẩy. Thì chúng ta thấy cái này là chính là trừ trừ z phẩy. Cái này là z, cái này là 1 trên y, cái này là 2 lần log y. Phương trình 19 của chúng ta sẽ thành là trừ z phẩy cộng 1 trên y nhân cho z bằng 2 log y. Và chúng ta nhân hai vế cho trừ 1. Chúng ta sẽ được phương trình như sau. Z phẩy trừ 1 trên y nhân z trừ 2 lần log y. Tức là thay z phẩy vào, thay z vào và nhân hai vế cho trừ 1. Chúng ta được phương trình này. Và đây cũng là một phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 rất là quen thuộc và chúng ta đã giải rất nhiều bài rồi. Chúng ta có nghiệm của nó là gì? Chúng ta áp dụng công thức, chúng ta có z sẽ bằng ơ mũ trừ tích phân của bi di, bi là bằng trừ 1 trên y nên trừ bi là 1 trên y. Nhân cho tích phân của quy y đây là trừ 2 lần log y. Nhân cho ơ mũ tích phân của bi di, bi là bằng trừ 1 trên y. Rồi tất cả cái này nhân cho di. Cái tích phân này cũng rất là dễ lấy phân nào. Trước hết chúng ta lấy hai cái tích phân nhỏ nhỏ ở trên này trước đã nè. Chúng ta làm hai cái nhỏ nhỏ này trước. Thì di chia y thì tích phân là log trị đối của y cộng với c1. Cái này là thành là gì? Cái này là a thì cái này là trừ a thì cái này là trừ log trị đối của y trừ c1. Ơ mũ trừ c1 là hằng số đem ra ngoài dấu tích phân nhân với ơ mũ c1 ở ngoài, chúng ta sẽ có ơ mũ 0 bằng 1, chúng ta bỏ đi không nào. Bây giờ chúng ta viết lại cái phương trình này ở trang kế tiếp trước khi lấy tích phân lên không. Chúng ta viết lại cái phương trình vừa rồi ở trang kế tiếp. Và chúng ta lấy tích phân lên thì chúng ta có là gì? Cái này là log trị đối của y cộng với c1. Cái này là ơ mũ trừ log trị đối của y trừ c1. Ơ mũ trừ c1 là hằng số đem ra ngoài dấu tích phân nhân với ơ mũ C1, chúng ta có ơ mũ 0 bằng 1. Bỏ đi, khỏi viết nữa. Thế nào? Rồi chúng ta có giống như ví dụ vừa rồi đó, chúng ta có ơ mũ log trị đối của y là bằng chính trị đối của y phải không nào? Cái này là đem xuống dưới chúng ta có 1 trên ơ mũ log trị đối của y là 1 trên trị đối của y. Ở ngoài có trị đối của y, ở trong có 1 trên trị đối của y. Chúng ta bỏ trị đối ở trong và ngoài, không nào? Thì bỏ trị đối luôn, bỏ trị đối luôn. Và bây giờ chúng ta xét cái tích phân này. Tích phân này có dạng là gì? Cái này là nếu đặt u bằng log y thì cái này là du. U du tích phân nó sẽ là u bình phương chia 2. 2 này chia cho 2 là mất, còn dấu trừ giữ nguyên cộng với c. Với tất cả các c thuộc về r, với tất cả các c thuộc về r. Và bây giờ chúng ta chỉ còn việc thế z bằng 1 trên x vào thì chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình đã cho thôi. Chúng ta sẽ thế z bằng 1 trên x vào. Thì chúng ta sẽ viết là 1 trên x bằng y nhân cho trừ log bình phương y cộng c. Nghịch đảo lại chúng ta có x sẽ bằng là 1 chia cho y nhân cho trừ log phương y cộng c với tất cả các c thuộc về r. Và bây giờ chúng ta thay z bằng 1 trên x
vào biểu thức đây nè. Đó, vì z bằng 1 trên x, chúng ta thay vào biểu thức vừa rồi, chúng ta có nghiệm của phương trình 17 là x bằng 1 chia cho y nhân cho trừ log bình phương y cộng c với tất cả các c chạy trong R. Ví dụ này đã chấm dứt cái phần phương trình Bernoulli của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua nội dung mới. Trọng tâm của hôm nay đó là phương trình vi phân toàn phận. Mời các em theo dõi tiếp phương trình vi phân toàn phận. Phương trình B x y dx cộng quy theo hai biến x y dy bằng 0. Phương trình 1 này được gọi là phương trình vi phân toàn phần nếu như có một cái hàm u sao cho u phải theo x thì bằng b và u phải theo y bằng q. Và điều đó cũng có thể viết thành là du sẽ bằng là vi phân của u là bằng b dx cộng q dy cũng được. Đó. Khi đó thì phương trình 1 được coi như là phương trình vi phân toàn phần. Giống như cái này, giống như vế trái này là vi phân toàn phần của một hàm u nào đó vậy thôi. Phương trình 1 là phương trình vi phân toàn phần nếu tồn tại một hàm u sao cho vi phân toàn phần của hàm u bằng b dx cộng q dy, tức là vế trái của phương trình 1 này chính là vi phân toàn phần của hàm u. Hoặc là một cách đơn giản hơn là có một hàm u sao cho u phải theo x thì bằng b và u phải theo y thì bằng q. Đơn giản hơn là nó như vậy. Và các em thấy rằng nếu chúng ta giả sử rằng u là có đạo hàm riêng cấp 2 liên tục thì cái này chính là gì đây? Cái này chính là u phải theo x, cái này là u phải theo y. Nếu đạo hàm riêng cấp 2 của u liên tục thì chúng ta có u phải theo x mà lấy đạo hàm theo y sẽ bằng u phải theo y mà lấy đạo hàm theo x, có nghĩa là u 2 phải xy bằng u 2 phải y x. Do đó cái dấu hiệu sau sẽ cho chúng ta nhận biết rằng khi nào là một phương trình vi phân toàn phần. Nghĩa là chúng ta có gì? Chúng ta có B này nè, đạo hàm theo y bằng Q đạo hàm theo x. Nghĩa là chúng ta có B đạo hàm theo y bằng Q đạo hàm theo x. Hay nói cách khác đi, cái này là U2 phải xy bằng U2 phải yx. Tức là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm u theo x trước y sau nó bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm u theo y trước x sau. Do đó khi các em có phương trình này, chúng ta thấy lấy đạo hàm cái này theo y bằng lấy đạo hàm của hàm q theo x thì chúng ta biết rằng phương trình 1 là một phương trình vi phân toàn phận. Và khi đó nghiệm của nó chính là u bằng c vậy thôi. Và khi đó nghiệm của phương trình 1 chính là cái dạng u bằng c. Và chúng ta tìm trong đó c là một hằng số tùy ý thuộc về R. Và chúng ta sẽ tìm u bằng cách nào? Thì chúng ta có hai cách giải phương trình này. Thì chúng ta có u phải theo x bằng b và u phải theo y bằng q. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy tích phân hai vế của y theo x, hoặc là lấy tích phân hai vế của hai y này theo y cũng được. Lấy cái nào cũng được. Vai trò của x y ở đây như nhau. Do đó chúng ta lấy cái này theo x. Rồi lấy cái này hay lấy cái này theo y cũng được, muốn lấy cái nào cũng được. Bây giờ chúng ta lấy tích phân hai vế của y này đi theo x thì chúng ta sẽ có gì? U phải theo x, bây giờ lấy theo x thì chúng ta có u x y bằng tích phân của này. Tích phân của này sẽ bằng một cái hằng số cộng với cái nguyên hàm của này. Thì cái hằng số đó sẽ có chứa y, phải không? Hằng số sẽ có chứa y bởi vì trong bxy là có y. Và ở đây
Khi lấy tích phân theo x thì chúng ta coi y như là hằng số. Thì chúng ta giả sử rằng tích phân cái này bằng fxy cộng với một hàm theo y. Trong cái hàm này là không có chứa x. C giống như một hằng số đối với x vậy đó, nhưng mà nó có chứa, nó là hàm theo y. Bây giờ từ cái 3y và 2y này đó, chúng ta sẽ lấy đạo hàm của này nè, đạo hàm của này theo gì? Theo y thì nó sẽ bằng quy xy không nào? Từ 3y và 2y thì chúng ta lấy đạo hàm cái này theo theo y, chúng ta sẽ có bằng quy xy. Từ 3y và 2y chúng ta có là u phải theo y là bằng f phải theo y cộng với c phải theo y là bằng quy. Bây giờ chúng ta chuyển cái này qua bên này, chúng ta sẽ có c phải y, chúng ta có c phải theo y là bằng quy trừ cho f phải theo y. Chúng ta nhớ rằng đây là chỉ là một hàm theo y không có x trong đó, do đó cái này trừ ra nó cũng là một hàm theo y thôi, không có x nữa. Thì chúng ta lấy tích phân hai vế, chúng ta có CY là bằng tích phân của cái này, tích phân theo y, theo DY. Thì đây là, nhớ rằng đây là một hàm theo y thôi, không có x, không nào. Lấy tích phân lên, chúng ta đặt nó là hàm RY đi, giống như RY là nguyên hàm của này nè, đó, cộng với C1. Rồi chúng ta thế vào cái 3y ở trên đó, thế vào 3y ở trên. Chúng ta sẽ có U sẽ bằng F cộng với R cộng với C1. Với tất cả các C1 thuộc về R. Vậy thì nghiệm của chúng ta sẽ là U bằng C. Hoặc là chúng ta viết cái này bằng C2. C2 chúng ta chuyển qua C2 trừ C1 đặt là C cũng được. Đó. Và bây giờ chúng ta có cách 2. Cách 2 là các em cứ nhớ công thức này để làm thôi. Công thức này là do tích phân đường. Mà các tích phân đường các em chưa học, các em sẽ học sau. Thì chúng ta nhớ công thức này để tính, để giải cái vi phân toàn phần bằng cách thứ hai này. Tức là chúng ta tìm hàm U bằng cách lấy tích phân từ x0 đến x của Bx tại một y0 dx cộng với tích phân từ y0 đến y của hàm quy theo dy. Bây giờ các em có thể dùng công thức trên hoặc công thức dưới cũng được. Công thức dưới là bằng tích phân từ x0 đến x của bxy. Ở đây các em thấy là xy là biến số hết. Ở đây là y0 là hằng số nè. Cộng với tích phân từ y0 đến y của quy tại x0 y dy. Thì ở đây chúng ta hoán vị hai số x0 và y0 thôi. Ở trên thì chúng ta lấy y0 bên này. Ở dưới thì chúng ta lấy x0 bên này, vậy thôi. Và các em nhớ cho rằng x0, y0 là một cái điểm nằm trong cái miền xác định của hàm B và hàm Q. Chúng ta có thể chọn x0, y0 tùy ý thuộc về miền xác định của B và Q. Thôi nào. Thì các em nhớ một công thức thôi, công thức trên này thôi. Quên công thức dưới không được. Hai công thức này là tương đương nhau, nhớ một công thức thôi. Những công thức trên là đủ để làm rồi, phải không nào? Và x0 các em có thể chọn tùy ý trong miền xác định của B và Q. Tức là giả sử như các em cho BQ liên tục trong một miền D nào đó thì miền D đó có chứa x0 vậy thôi. Ví dụ chúng ta giải phương trình 3y bình phương cộng 2xy cộng 2x nhân cho dx cộng với 6xy cộng với x bình phương cộng 3 tất cả nhân với dy bằng 0. Thì ở đây các em thấy rằng cái này là gì đây? Cái này là chúng ta coi như là B. Cái này là Q nè. Để xét xem cái này có phải là phương trình vi phân toàn phần không thì các em lấy cái này, đạo hàm cái này theo y sẽ bằng đạo hàm cái này theo x. Bây giờ chúng ta viết lại bxy là bằng này này đó các em, bằng 3y bình cộng 2xy cộng x nè.
Và quy quy là bằng cái này nè, 6xy cộng x bình phương cộng 3 nè, đó. Bây giờ căm thử lấy đại hàm của b theo y coi nào. Đại hàm của b theo y là 6y cộng 2x phải không? Rồi lấy đại hàm của quy theo x coi nào. Đại hàm của quy theo x chúng ta được là gì? Cũng 6y cộng 2x. Vậy thì sao? Vậy thì đại hàm của b theo y bằng đại hàm của quy theo x phải không nào? Đó. Vì chúng ta có đại hàm của b theo y bằng đại hàm của quy theo x bằng 6y cộng 2x. Nên phương trình 2 này chính là một phương trình vi phân toàn phần. Và cách giải chúng ta sẽ giải giống như trên đó. Phương trình 2 là phương trình vi phân toàn phần. Và nghiệm của nó sẽ có dạng là U bằng C. Và bây giờ chúng ta đi tìm U bằng cách giải như đã biết ở phía trên không nào? Như đã trình bày ở phía trên. Bây giờ chúng ta có U phải theo X nè, là bằng BX. Như chúng ta đã biết ở trên là bằng 3Y bình cộng 2XY cộng 2. Và U phải theo Y lại bằng Q bằng 6XY cộng X bình phương cộng 3. Bây giờ chúng ta lấy tích phân hai vế theo X của cái đẳng thức 1Y này. Và lấy tích phân hai vế của đẳng thức 1Y theo X. Ta sẽ có gì? U XY phải không? Bằng tích phân này theo X. Tích phân này theo x thì coi như y như hằng số nè. 3y bình phương tích phân theo x lên là bằng 3y bình phương nhân x. Tích phân cái này, tích phân của 2x là bằng x bình phương. Do đó chúng ta viết cái này thành x bình phương nhân y. Tích phân của 2x là bằng x bình phương cộng với một hằng số theo x nhưng lại là một hàm số theo y, tức là CY. Công việc của chúng ta bây giờ là đi tính cái CY này nữa là chúng ta có được U phải không nào? Thì tính cái CY này thôi. Thì để tính CY này chúng ta đạo hàm cái đẳng thức 3Y này theo Y rồi cho nó bằng cái này nè, cho bằng Q nè. Đó. Giờ đạo hàm này là gì? Chúng ta sẽ được là gì? Đạo hàm theo Y chúng ta được là 6 lần XY nè. Cộng với X bình nè. Cái này đạo hàm theo Y là bằng 0. Cái này là C phải theo Y. Thì căn để ý này nó lấy 6XY có nè. X bình có nè. Rồi do đó chúng ta sẽ suy ra được là CY bằng 3 thôi phải không nào? Bây giờ đó, nhìn vào thấy liền phải không? Nhưng mà chúng ta làm từ từ lại đi, làm từ từ cho các em có thể theo dõi được. Bởi vì đôi khi có nhiều cái nó rất đơn giản với người này nhưng lại phức tạp và khó khăn với người kia phải không nào? Nên đôi khi có những cái rất đơn giản mà thầy cũng phải kiên nhẫn nói đi nói lại nhiều lần để các em có thể nắm bắt được. Và nếu các em nào có trình độ khá giỏi một chút thì đôi khi các em sẽ thấy cũng hơi chán khi chúng ta phải đi quá chậm một vấn đề. Nhưng mà các em nhớ cho rằng đa số các em là trình độ là trung bình thôi, và trung bình khá. Và đặc biệt về môn toán thì rất hiếm các em học ở những cái trường chuyên ngành mà đạt trình độ giỏi. Do đó ở đây chúng ta đi tương đối chậm một chút. Những các em nào khá giỏi thì nên thông cảm với các bạn của mình là không được nhanh nhạy và không được giỏi như các em. Bây giờ chúng ta đi chậm chậm thôi ha. Mời các em theo dõi tiếp. Rồi chúng ta có U. Chúng ta viết lại cái dòng ở trên đó. Bằng 3y bình phương x cộng x bình phương y cộng x bình phương cộng với một hàm theo y, nhưng mà cái này là hằng, hàm hằng theo 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 x là nó hằng. Bây giờ chúng ta đạo hàm cái đẳng thức 3y này này theo y này, chúng ta có là 6xy cộng x bình phương cộng c phẩy theo y. Thì chúng ta có u phẩy theo y thì bằng q rồi nè, q ở trên là chúng ta có bằng 6xy cộng x bình phương cộng 3. Từ phương trình này chúng ta sẽ dẫn đến c phẩy y bằng 3 nè, c phẩy y bằng 3. Lấy tích phân hai vế của đẳng thức này theo y chúng ta được cy bằng 3y cộng c1. Và chúng ta thế vào đây nè, thế vào đây. Chúng ta sẽ tìm được U phải không? Thế vào đây chúng ta tìm được U. Thế vào, chúng ta được U bằng 3y bình phương x, 3y bình phương x, cộng với xy bình, cộng với x bình, cộng với c thay bằng 3y cộng c1, 3y cộng c1, với c1 thuộc về R. Vậy thì chúng ta có nghiệm của phương trình đã cho là, cho nguyên cái này nè các em, bằng c2. Rồi chúng ta chuyển C1 qua vế phải,
C2 trừ C1 chúng ta đặt bằng C. Vậy thì chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình đã cho là gì? Nghiệm của phương trình 2 là chúng ta viết cái U vừa rồi đó có C1. Chúng ta cho bằng C2 đây, chúng ta chuyển C1 qua đây. C2 trừ C1 chúng ta đặt là C. Vậy nghiệm của phương trình 2 thì là 3xy bình phương cộng x bình phương y cộng x bình cộng 3y bằng C với tất cả các C thuộc về R. Bây giờ chúng ta có thể giải phương trình vừa rồi bằng cách khác, tức là bằng cách dùng công thức tích phân đường đó các em, thế nào? Bây giờ chúng ta giải bằng cách 2. Chúng ta ghi lại cái phương trình 2 vừa rồi, phải không nào? Ghi lại phương trình 2 vừa rồi. Bx là này nè các em, đó, bx là này. Đem này xuống đây thôi, đó. Bxy đó là này, còn qxy nè là cái này nè, qxy là cái này. Đó, là 6xy cộng x bình cộng 3 đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng công thức để tìm hàm u, phải không? Công thức là gì? Đó, công thức của chúng ta là u bằng tích phân từ x0 đến x b theo x y0. Y0 là hằng số chúng ta chọn trong cái miền xác định của hàm b và q đó. Nhân dx cộng với tích phân từ y0 đến y của q dy với b xy như ở trên chúng ta đã biết rồi đó. Và q là bằng như thế này. Chúng ta đã biết rồi, thế nào? Bây giờ chúng ta chọn đơn giản đi, cái này nó xác định với mọi xy thuộc về R2 rồi, do đó chọn đại điểm nào cũng được. Chọn đại điểm nào cũng được. Cái điểm mà đơn giản nhất, dễ dàng nhất mà các em có thể chọn là điểm nào? Chắc ai cũng biết đó là điểm 0,0, tức là x0 bằng 0 và y0 bằng 0. Chúng ta hãy chọn x0 bằng 0 và y0 bằng 0. Chúng ta chọn x0 bằng 0 và y0 bằng 0 thì khi đó cái này nè, thế vô, thế B. Lúc đó là B của gì? XY0 là gì? Là còn là cái này bằng 0, này bằng 0 là bằng 2x thôi. Phải không? Khi đó cái này sẽ là tích phân từ 0 đến x của 2x. Còn gì? QXY, QXY thì chúng ta viết lại này thôi. 6XY cộng x bình phương cộng 3 DY. Thì tích phân cái này là x bình từ 0 đến x. Tích phân cái này, tích phân theo y thì chúng ta có là 6y thì tích phân là 3y bình này, đó. X bình phương mà tích phân theo y thì x bình phương coi như hằng số, tích phân lên là x bình phương y. Tích phân của 3 là 3y. Chúng ta lấy từ 0 đến y. Chúng ta thế x bằng x vào rồi trừ đi thế x bằng 0, thế x bằng 0 vào nó là 0. Tương tự như vậy, ở đây thế y bằng y vào rồi thế y bằng 0 và trừ cho thế y bằng 0, thế y bằng 0 vào ở đây thế y bằng 0 luôn. Vậy thì cái hàm này nó sẽ bằng 9x bình phương cộng cho 3xy bình phương cộng cho x bình phương y cộng 3y thôi. Nó bằng chính cái này cộng cái này thôi này, đó. Do đó chúng ta có u. Chúng ta viết lại cái dòng trên đó, viết lại dòng trên rồi thế x bằng x vào rồi trừ x bằng 0 là 0 rồi. Thế y bằng y vào đây rồi trừ cho thế y bằng 0 vào nữa là 0 rồi. Đó, chúng ta có cái này đem xuống thôi. Nguyên cái này đem xuống đây thôi, đó. Chúng ta có được hàm uxy. Vậy thì chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình 2 là bằng là gì? Là u bằng c, tức là nguyên cái này bằng c này, đó. Là 3xy bình phương cộng x bình phương y cộng x bình phương cộng 3y bằng c này, đó. Cái nghiệm của cách giải này cũng giống hệt như cách giải vừa rồi thôi, đó. Nghiệm của cách giải này cũng giống hệt như cách giải vừa rồi. Và chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ nữa về phương trình vi phân toàn phần này để các em có thể quen với cách giải của nó. Và thấy rằng giải phương trình vi phân toàn phần thì nó cũng khá đơn giản và dễ dàng thôi các nào. Ví dụ chúng ta giải phương trình y cộng cho 2 trên x bình nhân cho dx cộng với x trừ 3 trên y bình tất cả nhân cho dy bằng 0. Ở đây chúng ta coi cái này là b nè các em, cái này là q nè.
Cái này hình như rất nhìn vô rất là dễ phải không? Chúng ta rõ ràng là b phải theo y bằng 1 nè, y phải theo x bằng 1, hai cái bằng nhau rồi đó. Thế nào? Ta có b là bằng y cộng cho 2 trên x bình nè, viết lại cái này thôi. Và y là bằng gì? Y là bằng x trừ cho 3 trên y bình. Chúng ta thấy rõ ràng là b phải theo y là bằng 1, y phải theo x cũng bằng 1, phải không nào? Rất là dễ thấy, phải không? Rất dễ thấy. Chúng ta có b phải theo y là bằng 1, y phải theo x cũng bằng 1. Và dấu hiệu này cho chúng ta khẳng định rằng phương trình 3 này là phương trình vi phân toàn phần. Thì nghiệm của nó sẽ là u xy bằng c với tất cả các c thuộc R. Vậy thì chúng ta đi tìm u đi phải không? Đi tìm u. Nghiệm của 3 sẽ là u bằng c và chúng ta đi tìm u phải không nào? Với dấu hiệu này chúng ta khẳng định rằng phương trình 3 là phương trình vi phân toàn phần. Và nghiệm của nó là u bằng c. Bây giờ chúng ta đi tìm tìm u. Thì chúng ta có u phải theo x là bằng b là bằng y cộng cho 2 chia cho x bình nè. U phải theo y là bằng q bằng x trừ 3 trên y bình. Và tương tự như ví dụ trên, chúng ta sẽ lấy tích phân hai vế của đẳng thức y này theo x nè. Lấy tích phân hai vế của y theo x thì ta có u bằng tích phân của y cộng 2 trên x bình phương dx. Tích phân của y dx là xy. Tích phân của 2 chia x bình phương là trừ 2 chia x. Cộng với một hằng số theo x nhưng là hàm số theo y, tức là ci. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đạo hàm. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đạo hàm hai vế của cái 3y này theo y. Và chúng ta sẽ thấy nó bằng quy nè. Đó. Chúng ta viết lại cái phương trình 3y đó các em. À, viết lại phương trình 3y. Lấy đạo hàm hai vế của 3y này theo y chúng ta được là bằng gì? Theo y là bằng x cộng với cái này là không mà c phải y bằng q là bằng gì? X trừ 3 chia y bình. Giải phương trình này chúng ta được là c phải y bằng trừ 3 chia y bình không nào? Đó. C phải y bằng trừ 3 chia y bình. Lấy tích phân hai vế của đẳng thức này theo y chúng ta được c bằng 3 chia y cộng với c1. Thế vào đây nè các em, thế vào đây thì chúng ta có là u thăng thế vào 3y nè, thế xy vào đây thôi. Đó. Chúng ta có u phải không nào? U chúng ta thế vào đây nè, xy trừ 2 trên x cộng với c thì thay bằng 3y cộng c1 với tất cả c1 thuộc R. Vậy thì chúng ta có nghiệm của phương trình này là gì? U. Đáng lẽ là bên này có c1 bằng c2 bên này, chúng ta chuyển sai qua vế phải. C1 trừ C2 chúng ta đặt bằng C. Vậy thì nghiệm của phương trình 3 là xy trừ 2 chia x cộng 3 chia y bằng C với tất cả các C thuộc về R. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái ví dụ thứ hai với cách 1. Và hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các em trong chương trình kỳ sau. Và trong chương trình kỳ sau chúng ta sẽ làm tiếp cái phương trình vi phân toàn phần này với những ví dụ phức tạp hơn và cũng vài trong trường hợp đặc biệt thôi chứ cũng không có phức tạp lắm. Đó. Bây giờ thân ái chào các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình